trong cuộc chiến với đế quốc Mỹ, một lần nữa, lịch sử và thử thách lại đặt lên vai dân tộc Việt Nam. Một đất nước nhỏ với dân số không đông, nền kinh tế chưa phát triển, chủ yếu là nông nghiệp, nhưng đã từng đánh thắng nhiều cường quốc xâm lược Việt Nam từ hàng ngàn năm tới nay. Cuộc đụng đầu lịch sử giữa những người lính chân trần chí thép đứng lên bảo vệ tổ quốc mình, với một bên là lực lượng quân sự của cường quốc số một thế giới. Chiến thắng của Việt Nam đã trở thành biểu tượng cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Bằng kiến thức và tầm nhìn xa, bác đã dự đoán về diễn biến chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Lời dạy của Bác Hồ là Mỹ nhất định trong chiến tranh mà chúng ta giành thắng lợi, trước đó nhất định sẽ Mỹ sẽ dùng B-52 đánh Hà Nội. Mà Mỹ có chịu thua, chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Ngày 7 tháng 2 năm 1966, khi Mỹ đưa máy bay trinh sát không người lái có trần bay cao trên 10 km ra miền Bắc, bị tên lửa ta bắn rơi, bác đã nhận định. Bác Hồ có xuống thăm và xem cái máy bay không người lái ở phòng tham mưu của quân chủng phòng không không quân. Đến khi về, bác mới nói là trước sau Mỹ cũng sẽ dùng B-52 để mà đánh phá Hà Nội. Các chú nên nhớ là Bắc Triều Tiên, khi Mỹ, trước khi Mỹ ký kết, Mỹ đã dùng bom B-29 hủy diệt Bình Nhưỡng. Do đó, Hà Nội của chúng ta phải hết sức sẵn sàng đối phó. Cho nên, tên lửa chúng ta có thể bắn rơi B-52. Còn việc bắn như thế nào, bác giao cho các chú. Với truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc, nhân dân Việt Nam muôn người như một đã viết tiếp nên trang sử vàng trong lịch sử chống ngoại xâm hào hùng của đất nước. Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, trận chiến thắng vang dội buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris ngừng cuộc chiến, rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, góp phần rất lớn vào việc thống nhất tổ quốc. Không ai nghĩ rằng người Mỹ đã thua một dân tộc nhỏ bé, trang bị vũ khí thô sơ. Nếu theo cách nhìn và tính toán của các chuyên gia quân sự, thì sự chênh lệch lực lượng giữa hai bên là quá lớn. Việc Việt Nam thắng Mỹ là điều họ không tưởng tượng nổi. Lực lượng của Mỹ để chuẩn bị đánh vào Hà Nội, Hải Phòng là một lực lượng được chuẩn bị rất chu đáo và với khối lượng không nhỏ. B-52 là không quân chiến lược của đế quốc Mỹ. Một trong bốn phương tiện của chiến tranh nguyên tử. Như vậy nó huy động đến 193 chiếc, hết gần 50% của Mỹ. Được bố trí trên sân bay Thái Lan, Utapao, và được bố trí ở đảo Guam, máy bay chiến thuật và các máy bay khác để phục vụ thì xin nói hàng ngàn chiếc. Cái lực lượng ấy đối với ta thì phải nói là một lực lượng nó quá chênh lệch, khó có thể so sánh được. Không có cuộc chiến tranh nào mà lại có cái lực lượng nó chênh lệch đến như thế. Nhưng mà không thể có cái so sánh nào như so sánh trong cuộc chiến tranh giai đoạn cuối của Mỹ đối với Việt Nam. Nhưng người Mỹ đã sai lầm. Cả bộ máy chiến tranh khổng lồ đã đánh giá thấp đối phương. Những người lính từ nhân dân mà ra, được trau dồi ý chí chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc, thấm nhuần lời dạy của bác: không có gì quý hơn độc lập tự do. Phía trước mỗi người lính là tổ quốc thiêng liêng, sau lưng là truyền thống của một dân tộc có bề dày lịch sử không bao giờ khuất phục trước giặc ngoại xâm. Cả dân tộc, bất kể trong hoàn cảnh nào, cũng luôn đoàn kết
để giành độc lập tự do mà cả thế giới đã từng biết đến. Trong những thời khắc khó khăn của đất nước, cả dân tộc cùng cầm súng đứng lên theo lời kêu gọi của Bác. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Tới ngày thống nhất, chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Những lời nói bất tử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên khích lệ cả dân tộc Việt Nam vào trận đánh. Người Mỹ đã từng quảng cáo cho siêu pháo đài bay của mình. B-52 là siêu pháo đài bay thượng đẳng, là thần tượng của không lực Hoa Kỳ, là bộ ba trong vũ khí chiến lược của Mỹ, đó là tàu ngầm hạt nhân chiến lược, tên lửa tầm xa và máy bay B-52. Một phi vụ B-52 có thể hủy diệt cả một khu vực rộng lớn, không một sinh vật nào có thể tồn tại dưới sức công phá ghê gớm của B-52. Với tinh thần sẵn sàng đánh địch bất kể chúng có sức mạnh gì, ngay năm 1962, Bác đã chỉ thị cho Bộ đội Phòng không tìm hiểu về B-52, đồng thời xây dựng lực lượng phòng không không quân Việt Nam nhằm sẵn sàng đối phó với diễn biến chiến tranh và các thủ đoạn của đế quốc Mỹ trong các năm tiếp theo. Khi Mỹ dùng máy bay B-52 rải thảm xuống Tây Bắc Sài Gòn, Bác Hồ đã gọi tư lệnh quân chủng phòng không không quân lên. Bác nói các chú biết cái máy bay loại này như thế nào. Trong khi chưa trả lời, Bác nói là các chú bây giờ có biết cũng chưa làm gì được. Cuộc chiến tranh xâm lược của người Mỹ vào chiến trường miền Nam ngày càng ác liệt. Lấy cớ Hải quân Việt Nam đánh tàu Ma Đốc của Hạm đội 7 trên Vịnh Bắc Bộ. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, không quân Mỹ mở chiến dịch đánh phá ra miền Bắc. Hàng loạt các nhà máy, trường học, bến cảng, hầm mỏ bị tàn phá. Không bị bất ngờ, quân dân miền Bắc cùng Bộ đội Phòng không, Hải quân ta đã đánh trả quyết liệt và bắn rơi máy bay Mỹ. Viên phi công Alvarez bị bắt sống trên Vịnh Hạ Long. Đây cũng là phi công đầu tiên của Mỹ bị bắt ở miền Bắc Việt Nam. Trận thắng này, Bác đã tuyên dương công trạng của các lực lượng và khẳng định quân dân Việt Nam sẽ thắng Mỹ. Càng thua đau trên chiến trường miền Nam, Mỹ càng hung hãn. Nhằm tiêu diệt lực lượng chủ lực của Việt Nam, ngày 18 tháng 6 năm 1965, lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh, Mỹ đã dùng máy bay chiến lược B-52 ném bom rải thảm ở Bến Cát, phía Tây Bắc Sài Gòn, với mưu đồ dùng B-52 bẻ gãy mọi ý chí và tinh thần của quân đội Việt Nam. Không hề nao núng, ngay sau đó một tháng, ngày 19 tháng 7 năm 1965, Bác thăm đoàn pháo cao xạ Tam Đảo. Bác đã nói, dù đế quốc Mỹ có lắm súng nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay B gì đi nữa, chúng ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ, nhiều hơn nữa, ta cũng đánh thắng. Nhằm ngăn chặn chi viện của miền Bắc cho quân dân miền Nam, ngày 12 tháng 4 năm 1966, Mỹ cho B-52 đánh đèo Mù Già, rồi đánh thẳng ra Vĩnh Linh, Quảng Bình, gây rất nhiều khó khăn cho tuyến đường vận chuyển lương thực, đạn dược của chúng ta vận chuyển ra chiến trường. Mỹ đã đưa vào miền Nam là nửa triệu quân, cộng với trên nửa triệu quân ngụy và khoảng gần 30 vạn quân chư hầu do tướng Westmoreland trực tiếp chỉ huy, và mục tiêu của nó là tiêu diệt cái cách mạng miền Nam. Mà biện pháp là tìm diệt, rồi đến tìm diệt Bình Định, rồi đến bóp nghẹt. Đặc biệt đó, thì chúng triển khai cái lực lượng rất lớn ở Bình Chỉ Thiên và
ở cái khu vực Quảng Trị, đường 9 Khe Xanh. Riêng quân Mỹ và quân Ngụy ở đây triển khai sấp xỉ 50 vạn quân. Để mục đích gì? Là chặn đứng toàn bộ cái sự chi viện của cách mạng miền Bắc đối với miền Nam. Nếu mà chặn đứng được cái này thì chúng hoàn toàn có thể tự do để làm cái việc thực hiện được cái mục đích của chúng là tiêu diệt cách mạng miền Nam. Chúng dùng tất cả những cái loại vũ khí hiện đại nhất, đặc biệt là dùng máy bay chiến lược B-52. Đánh suốt ngày đêm, đánh rất ác liệt, gây cho chúng ta thiệt hại khá lớn. Vì chúng cũng biết chúng ta đang chuẩn bị cho một mùa khô, rất là mở một chiến dịch rất là lớn. Còn ở miền Bắc thì cũng là đến đỉnh cao của cuộc chiến tranh phá hoại. 50% cái máy bay chiến thuật của Mỹ đã tham gia chiến đấu ở phía Bắc. Và chúng đã đánh không, có thể nói là tất cả các cái loại mục tiêu, không loại trừ bất kể, kể cả thủ đô Hà Nội thì nhiều lắm. Lúc này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho đồng chí Đặng Tính, chính ủy quân chủng. B-52 ném bom miền Bắc, phải tìm cách diệt cho được B-52. Trách nhiệm này, Bác giao cho phòng không không quân. Bác không chỉ giao nhiệm vụ, mà còn yêu cầu bộ đội tên lửa phải trực tiếp vào khu 4 để đánh B-52. Bộ đội tên lửa đứng trước yêu cầu bảo vệ bầu trời Tổ quốc, sẵn sàng hành quân vào tuyến lửa tìm cách đánh địch. Do đặc điểm địa hình Việt Nam, miền Trung dải đất hẹp, một bên là biển, một bên là dãy Trường Sơn. Việc đưa một trung đoàn tên lửa với hàng trăm xe pháo cồng kềnh từ miền Bắc vào khu 4, đội hình hành quân trải dài hàng mấy trăm cây số, chưa kể phải vượt qua đèo cao suối sâu, nhất là các trọng điểm địch đánh phá ác liệt để vào tới tận Vĩnh Linh, Quảng Bình là cả một kỳ tích. Trên mảnh đất Vĩnh Linh, suốt ngày bị cày xới bởi bom đạn, bom từ trên trời xuống, từ biển vào, từ Nam sông Bến Hải pháo địch bắn ra. Kẻ địch muốn xóa sổ những đơn vị tên lửa của chúng ta. Không chịu khuất phục, những dàn tên lửa của bộ đội vẫn trụ vững bằng ý chí thép của những người lính phòng không không quân. Bác Hồ gọi đồng chí Phùng Thế Tài và đồng chí Đặng Tính là Bộ Tư lệnh Quân chủng lên gặp trực tiếp bác giao nhiệm vụ. Các chú muốn bắt cọp thì vào hang. Từ đó quân chủng phòng không quân đã đưa trung đoàn 238 vào Vĩnh Linh để phục kích đánh máy bay B-52. Và trong quá trình đó bác vẫn luôn luôn đôn đốc và theo dõi. Đến khi quân chủng báo cáo là chúng tôi đã cử đồng chí Phó Tư lệnh Tên lửa Hoàng Văn Khánh vào trực tiếp đôn đốc để đánh B-52. Bác nói như thế là các chú đã có biện pháp tốt. Không nao núng trước bom đạn kẻ thù, bộ đội tên lửa tiếp tục hành quân với tinh thần dọn đường mà đi, đánh giặc mà tiến. Các đơn vị lấy việc tiêu diệt máy bay địch làm giấy thông hành chiến đấu. Mặc dù lúc này tên lửa chưa bắn rơi B-52, nhưng bằng lòng dũng cảm và óc sáng tạo, qua quá trình rèn luyện chiến đấu cho đến trận Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, một lần nữa dân tộc Việt Nam làm cho cả thế giới thán phục. Tôi gặp rất nhiều các cái nhà sử học các nước ấy mà, người ta vẫn chưa hiểu được tại sao mình lại đánh rơi được nhiều B-52 như thế. Mà cái lúc đánh rơi B-52 mà nhiều như thế, người ta ngỡ ngàng, từ không ngỡ ngàng đến không phục, rồi đến không phục thì tìm hiểu nhưng vẫn không hiểu được. Nhưng mà cái không hiểu nhất là cái này, một là cái dũng cảm của mình với cái sáng tạo. Người ta cứ tưởng mình là dũng cảm không thôi, cái lấy xương máu để chống với thắt thép thôi, không phải. Nhưng mình đấu chạy, đấu trí với địch, đấu lực với địch, đấu trí với địch, đấu trí thông minh với địch, từng bước một. Mà dĩ nhiên là trong này có sự giúp đỡ của Liên Xô, nhưng mà người Việt Nam rất thông minh. Sự hy sinh to lớn và đùm bọc của nhân dân đã tiếp thêm sức mạnh cho bộ đội tên lửa vượt qua gian khổ,
không ngại hy sinh trên đường ra trận. Đường lầy trơn, dân chặt rào, dỡ nhà, lót đường cho xe qua. Cầu gãy vì đạn bom, dân chung sức bắc cầu, sửa đường. Có nhiều khúc đường thanh niên xung phong ngâm mình dưới làn nước, làm cọc tiêu cho xe qua. Những điều đó đã trở thành động lực cho bộ đội hành quân vượt qua tọa độ lửa, vượt qua những thách thức về kỹ thuật, có mặt ở Vĩnh Linh, sẵn sàng chiến đấu. Ngày 15 tháng 3 năm 1967, hai tiểu đoàn tên lửa 81 và 83, trung đoàn 238 được lệnh phát sóng. Mặc dù bắt được mục tiêu B-52, nhưng do trục trặc kỹ thuật không đánh được. Địch dùng không quân, hải quân, pháo bên kia sông Bến Hải đánh hỏng hoàn toàn khí tài tiểu đoàn 83, gây cho chúng ta nhiều tổn thất về người và vũ khí. Khắc sâu lòng căm thù, không chịu lùi bước, đến tháng 5 năm 1967, tiểu đoàn tên lửa 81 đã lập công bắn rơi hai máy bay AD-6, nhưng vẫn chưa đánh được át chủ bài B-52. Phải tìm cách đánh được B-52, chính ủy Đặng Tính cùng đoàn cán bộ vào tận Vĩnh Linh tìm cho được cách đánh B-52. Với quyết tâm tất cả để đánh thắng B-52, đúc rút kinh nghiệm từ những trận đánh không thắng, bộ đội tên lửa đã tìm được những cách tiếp cận B-52. 16:40 ngày 17 tháng 9 năm 1967, tiểu đoàn tên lửa 84 tại Vĩnh Linh phóng hai quả đạn tiêu diệt một máy bay B-52. Đây là chiếc B-52 đầu tiên bị bắn rơi, cũng là chiếc đầu tiên bị tiêu diệt trong lịch sử chiến tranh. Tiểu đoàn 84 là tiểu đoàn do đồng chí Phiên và đồng chí Hỷ là sĩ quan điều khiển đã bắn rơi B-52. Khi báo cáo lên bác đã gửi lời chúc nhân dân Quảng Bình và tiểu đoàn 84 được tặng huân chương do bác Hồ ký. Sau chiến thắng đầu tiên, tập hồ sơ về B-52 với 23 trang giấy viết tay đã tổng hợp cụ thể những số liệu về B-52 như đội hình bay, thời gian, quy luật, số lượng chiếc trong tốp, độ cao bay, hình vẽ B-52 và các dạng nhiễu. Đây là bản hồ sơ đầu tiên về B-52 của quân chủng phòng không không quân, cũng là tiền đồ cho cuốn sách đỏ làm cẩm nang cho việc đánh B-52 sau này. Khi bộ đội tên lửa radar đã trụ được ở chiến trường Vĩnh Linh, bộ đội không quân, bộ đội radar được giao nhiệm vụ vào khu 4 để tìm cách đánh B-52. Trước đó, không quân Việt Nam năm 1965 đã tiêu diệt được máy bay phản lực Mỹ trên cầu Hàm Rồng. Thì đến cái ngày 3 tháng 4, nó tập trung cao độ về máy bay của nó từ Thái Lan sang, từ Hàm Độ đẩy vào. Và nó đánh thì nhận định của trên là dứt khoát là nó đánh nó phá cầu rồi. Vì vậy cho nên lệnh cho không quân hai ngày hôm trước và hôm sau là trực tiếp lệnh tiếp là phải bảo vệ cầu Hàm Rồng. Thế thì tôi là vinh dự và may mắn được ở trên chỉ định làm viên đội trưởng đứng chiếc máy bay Mi-21 trực tiếp đánh. Chúng tôi chợt trông thấy sông Mã thì lúc ấy hai cái đầu cầu Hàm Rồng á, những chớp lửa liên tục, chúng tôi trông thấy cái đội hình của nó là chúng tôi vất rồ phụ vào 501 vào công kích. Khi kéo 501 vào công kích thì tôi bắt luôn vào cái chiếc máy bay dẫn đầu của F-15, và khi cái vòng ngắm đã che kín cái máy bay F-15 cự ly rất gần vào khoảng 300 mét, thì chúng tôi nghiến răng bóp cò cả một cái luồng lửa lớn đó, chùm lấy cái khoang lái của máy bay F-15 và máy bay nó như là vỡ ra làm đôi, cháy bùng bùng trên không. Đầu năm 1967, cùng với các trạm radar, trạm quan sát bằng mắt, hàng loạt sân bay giã chiến trên địa bàn quân khu 4 được chuẩn bị. Đó là sân bay Thọ Xuân, sân bay Cẩm Thủy, sân bay Vinh, sân bay Anh Sơn,
sân bay Đồng Hới, sân bay Gát, Quảng Bình và một số sân bay giã chiến trên đất bản Lào được xây dựng, sẵn sàng phục vụ cho chiến đấu. Chúng tôi xây dựng cái sở chỉ huy tiền phương của quân chủng không quân ở ngay phía bắc của sông Danh, đinh tôn cất cánh từ sân bay Đồng Hới, cất cánh lên nhưng nhiễu quá không gặp được địch, quay về. Hoàng Biểu cất cánh từ sân bay Vinh, cất cánh lên gặp F4, nó phong tỏa và sau khi nhào lộn quần nhau với nó cũng phải về hạ cánh ở sân bay Vinh. Để hạn chế đối phó của các lực lượng phòng không ta, B-52 thường bay đêm. Nắm được đặc điểm này, quân chủng phòng không không quân đã điều máy bay vào các sân bay giã chiến ở quân khu 4 để tìm cách đánh B-52. Những phi công giỏi được huấn luyện bay đêm của không quân Việt Nam đã thực hiện nhiều chuyến bay đêm với quyết tâm tìm cách đánh bằng được pháo đài bay B-52. Chúng tôi đã đưa vào tập dượt để tìm đánh B-52 ở đường vĩ tuyến 17 và trên đường 559 để tìm hiểu xem đối phương và rút những kinh nghiệm. Mà phải nói là các phi công rất dũng cảm mà dám hạ cánh bí mật xuống sân bay Đồng Hới, sân bay ngắn hẹp, xuống sân bay Anh Sơn, sân bay rất nguy hiểm, mà ban đêm cất cánh về hạ cánh những sân bay cực kỳ khó khăn. Nhưng mà những lần rèn luyện như vậy thì phải nói rằng đã rút ra được một phần kinh nghiệm quý. Cái việc phát hiện B-52 bay đội hình phải bật đèn hàng hành của Đinh Tôn hay Vũ Đình Dạng là phát hiện bằng radar cả biên đội B-52 trên đường 559 và đã phóng tên lửa làm bị thương một B-52, rất không có giá trị cho những trận đánh B-52 vào Hà Nội về sau này. Bộ đội radar với chức năng quản lý vùng trời kịp thời phát hiện và thông báo cho các đơn vị, các phương tiện xâm nhập đường không với phương châm không để tổ quốc bị bất ngờ. Các đơn vị radar có mặt ở khu 4 ngay thời gian đầu từ rất sớm đã báo cho các đơn vị cao xạ, tên lửa, không quân chiến đấu, đồng thời thông báo sớm hoạt động của địch để nhân dân phòng tránh, sơ tán. Mặt khác, đây cũng là nhiệm vụ nghiên cứu phát hiện B-52 được đặt ra cấp thiết cho bộ đội radar. Trung đoàn radar 290 được giao nhiệm vụ phát hiện và thông báo xa, nhanh các tốp mục tiêu trên không, nhất là B-52, để kịp thời cho các đơn vị phòng không đánh địch ở ngoài vĩ tuyến 20 và tham gia vào chiến dịch giải phóng Quảng Trị. 1972, tiểu đoàn 62 được trên đưa vào tham gia chiến dịch giải phóng Quảng Trị. Nhiệm vụ chính của tiểu đoàn là nghiên cứu và tiêu diệt các loại máy bay, trong đó chủ yếu là máy bay B-52. Để tiêu diệt được máy bay B-52 thì tiểu đoàn đã có một quá trình nghiên cứu nhiễu. Mỗi chiếc B-52 thì mang 15 chiếc máy gây nhiễu cho tên lửa. Thế do đó một nhiệm vụ tiểu đoàn 62 vào tìm mọi cách để tiêu diệt B-52 khi địch mang nhiễu. Vấn đề chống nhiễu B-52 luôn luôn là vấn đề bức xúc và gay gắt cho tất cả các loại khí tài radar, kể cả radar cảnh giới, xạ kích cũng như radar dẫn đường cho không quân, vì cường độ nhiễu quá lớn và dày đặc phủ trùm lên hầu hết các giải tần làm việc của radar bộ đội ta. Đây thực sự là cuộc đấu tranh điện tử cân não giữa ta và địch, với phương châm tìm ra chỗ yếu, chỗ sơ hở của địch mà khoét sâu, có biện pháp tránh hoặc phá chỗ mạnh của địch để tiêu diệt chúng. Bộ đội radar đã tập trung nghiên cứu, nắm chắc hơn các thủ đoạn chiến thuật, kỹ thuật của B-52. Nhờ đó mà những kinh nghiệm ban đầu này đã góp phần thắng lợi cho trận đánh 12 ngày đêm lịch sử sau này. Tất cả các nguồn nhiễu của địch đều tập trung về Hà Nội. Nhiễu như vậy là của các loại nguồn nhiễu trên không, tức là máy bay chuyên gây nhiễu. Hai là các cái nhiễu ở hạm tàu, rồi là các loại nhiễu của các máy bay chiến thuật
tiêm kích cường kích, mà đặc biệt là cái nhiễu của B-52 gây cho radar ta rất khó khăn. Nhiều đài radar mặt hình trắng toát, không phát hiện được mục tiêu. Như vậy, ngay từ ngày đầu đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh bằng không quân và hải quân ra miền Bắc, các binh chủng và quân chủng phòng không không quân đều có mặt ở chiến trường nóng bỏng nhất. Đó chính là hang ổ của cọp giữ B-52. Lúc đó, B-52 mới chỉ được sử dụng để ném bom từ Quảng Bình trở vào, mà Vĩnh Linh là một địa bàn bị đánh phá ác liệt nhất. Muốn nhận diện B-52 và hiểu nó để có cách trừng trị nó, không còn cách nào hơn phải vào tận nơi đối mặt với kẻ địch. Như lời Bác dạy, muốn bắt cọp phải vào hang cọp. Lời tiên tri của Bác đã vạch ra con đường cho quân đội ta có đủ thời gian tìm ra phương án đánh địch hiệu quả nhất. Chúng tôi ghi nhớ sâu sắc lời Bác dạy. Chỉ ở trên bầu trời Hà Nội, B-52 bị bắn rơi thì đế quốc Mỹ thua mới chịu thua. Đấy là chúng tôi mang cái câu nhập lòng đấy, từ năm 67 vào chiến trường. Lời Bác dạy thấm nhuần vào máu của chúng tôi, vào cách đánh của chúng tôi và tình cảm và tư tưởng của chúng tôi. Chính vì lời dạy của Bác đã trở thành sức mạnh tinh thần vào cách đánh và quyết tâm. Chính những năm tháng vô cùng gian khổ, khó khăn trong tuyến lửa, bộ đội tên lửa, bộ đội không quân và bộ đội radar đã dày công nghiên cứu về siêu pháo đài bay B-52 và đã tận mắt nhìn thấy chúng đi về để rồi sau này nhận diện được B-52. Quan trọng hơn là đã tìm ra cách đánh loại máy bay mà chính kẻ làm ra và sử dụng nó rêu rao là siêu pháo đài bay bất khả xâm phạm. Kỳ tích đó là cơ sở, nền tảng để chúng ta lập nên chiến thắng vĩ đại, đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Đỉnh cao là trận chiến Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, mà cho tới nay nhiều bí mật mà chúng ta hôm nay mới được biết đến.